Em chào anh Thảo. Dạ chào anh Trung. Rồi đang làm gì đó? Ngủ cà phê anh. Đang uống cà phê ha? Dạ. Rồi bữa nay không có tiếp làm anh em thợ hả? Nè, anh Hải không cho làm. Thảo cũng làm vậy anh Hải không cho. Dạ. À, hồi tối thì em cũng có nghe một cái thông tin là căn nhà này xây sắp xong á, mà nghe một tin của Hùng á. Dạ. Nghe nói là đâu cái gì bà già vợ là gọi về cho anh Thảo làm gì hả? Dạ. Có. Bà nói nữa con Mai là con của Thảo đó. Ừ, con ruột đó. Dạ, con ruột á. Dạ. Mà nó đi làm Sài Gòn rồi. Nó muốn về thăm Thảo giờ nào về. Đâu có gì đâu mà Thảo đâu có không cho về. Đâu đó đàng hoàng. Mà bà già vợ nói là về phải làm giấy tờ này kia, nhà cửa cho Mai. Thảo đâu có chịu. Ý là cho con gái Út á hả? Không phải Út. Mai thứ ba. Dạ. Thứ ba. Dạ. Là nói là bà già vợ nói hay là ai nói? Bà già vợ nói đó. Dạ. Nói là bây giờ là cho bé Mai về đây rồi bắt đầu làm giấy tờ cho bé Mai. Rồi anh Thảo tính như thế nào? Đâu có. Thảo tính là cho con trai mình Thành ở Cần Thơ với đứa gái là bé Linh. Dạ. Dạ. Là hai đứa Dương ở Cần Thơ cho với bà đó. Dạ, tính là Thảo làm giấy tờ là Thảo cho hai đứa đó. Nhưng mà giữa hai đứa có lớn này kia ở nhà, có nhà cửa cha vậy thôi. Nhưng mà theo cái suy xét á. Dạ. À, con của anh á, với vợ trước cũng ba bé. Đúng có rồi. Có ba người lộn, ba bé gì lớn hết rồi. Dạ lớn hết rồi, có chồng có chồng hết rồi. Ba người. Dạ. Rồi á, gặp chị Vy thêm hai người nữa. Dạ. Đều là con ruột của anh. Dạ, đúng con ruột luôn. Đó, nhưng mà bây giờ thì theo anh á là muốn kiểu như nếu như mà người bà già vợ không gọi về là chắc không có suy nghĩ đến cái chuyện mà nhường tài sản cho ai đâu anh Thảo hả? Đâu có được. Thảo ơi, nhường cho thằng trai là anh Thành, Cao. Dạ. Thành và nhưng Cao mà Linh. Em muốn hỏi anh Thảo kiểu như là trong tất cả những người con cũng đều là con ruột của mình sao? Cũng đúng, mà nó có chồng vợ rồi nó làm ăn đi. Đâu đó đàng hoàng. Nhưng mà vợ lớn rồi đi với mẹ nó rồi à, anh. Ừ. Nhưng dạ. Con ruột cũng như là Thành cũng con ruột mà đâu có làm gì được. Nhưng mà sau này cũng có gia đình cũng đi giống như những người con trước mà. Mà Thảo phải làm giấy tờ cho Thành với bé Linh. Lý do sao mà anh phải chọn là Thành với lại bé Linh? Tại sao không người ba người con gái kia? Tại sao? Tại vì Thảo lo con không nổi nè, một nè. Đó, Thảo bị này kia đó đành hả? Vậy Thảo có nhà. Thảo nói thiệt luôn. Không, bây giờ này em hỏi anh vậy nè. Anh giải thích cho mọi người biết lý do gì anh lại chọn hai người con sau này, tại sao ba người con trước mình lại không có suy nghĩ tới đi xe mẹ đâu có dòm Thảo đâu. À dạ. Ý là người vợ trước của anh Thảo. Dạ. Không có nhìn anh nữa. Không nhìn nữa là lý do đó là lỗi tại anh Thảo hay là lỗi tại vợ anh? Cái chuyện đó không biết á anh Trung à, thiệt Thảo không biết, tại vì chia tay rồi thì bắt con đi. Lúc đó anh Thảo có bắt con về nuôi không? Thảo có bắt à. Mà có Liên á, là vợ trước á, nó bắt về chồng là Thảo cũng chấp nhận luôn. Lúc đó anh Thảo có đi theo về chăm sóc con? Có luôn. Có về chăm sóc luôn. Đưa đi ăn học đàng hoàng. Đó. Sau này Thảo có bệnh. Đó. Đuổi Thảo về. Thảo buồn. Thảo mới gặp Huy nè. Dạ. Dạ, ý là lúc đó là anh Thảo cũng ở trên bên vợ, nhưng mà lúc đó anh Thảo bệnh. Có, thiệt. Anh Thảo bệnh gì? Thì làm nặng mà. Đó. Nhà đã ta, nó kìa. Thảo nói thiệt tình nè. Kiểu như là lúc đó làm nặng quá cái bệnh rồi, bệnh. Sau đó là vợ anh đuổi hay là anh tự bệ? Thì nói thẳng luôn á bà, và vợ đuổi luôn á. À. Vậy ngoại đi, ở đây không ai đâu. Đâu ai mà lo cho Thảo được. Đó. Dạ. Là Thảo về đây mới gặp Huy. Rồi ba đứa con ở chồng. Là vợ anh đâu có biết gì đâu, cái này là đúng rồi.
Rồi lâu lâu thì Thảo cũng vô thăm. Mà bà không cho, bà đuổi về. Là bà già già đó. Dạ. Rồi nhưng mà tại sao đuổi anh giờ là... Nè, Thảo đâu có giờ vô chổng nữa. Dạ. Rồi nhưng mà sau khi gọi lại là nói chuyện với anh là như thế nào? Nói cho Mai về thăm. Còn tôi nó có quyền thăm. Đâu có, tôi đâu có bắt buộc. Con tôi mà. Đó. Mà phải làm giấy tờ cho nó. Cho nó cầm quyền nhà đó. Rồi nếu không làm giấy tờ thì như thế nào? Không, Thảo đâu có làm. Không, ý á. Rồi anh Thảo nói với lại bà già vợ nói là nếu như không làm giấy tờ thì sẽ như thế nào? Nói từ Thảo. Từ thì từ đi. Thảo cũng nói thẳng luôn đó. Là sao? Tự nhiên không làm giấy tờ từ vậy không hiểu không? Không hiểu. Chuyện đó Thảo đâu có biết gì đâu hả? Thảo muốn về thăm ba cha hay gì? Về. Nói chung là con về thăm cha đó là chuyện bình thường mà. Bình thường. Mà sao bà gà tôi đó vậy vậy? Dạ. Vậy hơi căng à nha. Căng lắm á. Giờ nó từ thì cho nó từ. Con mà. Nhưng dạ. Mà con, nhưng mà cái này con đâu có nói đâu cái này. Thì con không nói thì nó nữa về á, thì về nói với bà ngoại mày á. Nói con từ cha rồi, từ ba rồi, vậy đó. Rồi về anh Thảo có nói chuyện với con của anh Thảo chưa? Chưa. Anh Thảo phải nói chuyện lại chứ đâu có chuyện đó. Đúng. Bị một cái chút... Phải nói. Nói cho con mình nghe. Đúng rồi, tự nhiên... Rồi con mình mà không nghe thì thôi. Lúc mà không có nhà cửa, không có chuyện gì, cái tự nhiên có nhà cửa bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Nhiều chuyện gì đó. Trời ơi. Nhưng mà con cái mình thì vẫn là con cái thương. Đúng rồi, ai không thương. Là chuyện bình thường đúng không? Dạ. Còn về cái vấn đề mà nhà cửa thì nó làm cho... Bối rối Thảo dữ lắm. Như là bây giờ là theo anh Thảo là chỉ là sau này nếu như có 100 tuổi già là anh... nhường cho hai người con sau thôi. Dạ. Chứ người vợ trước thì có gia đình hết rồi. Đúng rồi. Hết rồi. Cho nên thì anh Thảo không có suy nghĩ tới. Nhưng không có suy nghĩ tới nữa. Vậy. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì bên bà ngoại của người vợ trước lại muốn là làm giấy tờ nhà này sang cho người con thứ ba. Dạ. Thảo. Tên Mai. Dạ. Mà cái điều mong muốn đó là người con của anh Thảo có mong muốn như vậy hay là do ý này của bà già vợ? Cái chuyện đó Thảo cũng chưa biết, vậy hỏi con mình nói. Rồi lúc mà điện lại điện cho anh Thảo hay điện cho ai? Dạ điện cho Thảo mà. Dạ. Nhưng đâu điện cho ai? Rồi nếu như mà theo anh Thảo nếu mà sang cho cái người con thứ ba là anh Thảo không có đồng ý rồi. Đúng rồi. Không đồng ý. Dạ, tại vì anh Thảo là lúc đầu tiên anh Thảo cũng muốn nuôi con, bắt con về. Đúng rồi. Nhưng mà vì mẹ cũng như bà già vợ không chịu, giống như là xua đuổi anh Thảo. Đúng, thiệt luôn. Cho nên anh Thảo bù anh Thảo về đây, sau này bắt đầu gặp chị Quy. Đúng. Dạ. Anh cũng chưa nói chuyện với con gái của dạ, anh dạ, nữa. Đúng. Rồi chưa nói chuyện với vợ nữa. Vợ dạ, nghỉ nói rồi. Sao vậy? Không có đó giờ, không có nói chuyện với nó nữa. Tại nó đi cũng đi lấy khác nữa đó. Nó không có dòm ngó Thảo đâu. Ý là giờ là anh cũng không... Chỉ chỉ con thôi. Là đó giờ dạ. Anh chỉ có liên lạc với những người con của anh thôi. Dạ đúng. À. Ở trong trà lồng ế trà cú á. Nhưng mà vợ anh cũng không có nói chuyện gì nhau đó. Không giờ. Luôn. Không có dòm mặt Thảo đâu. Rồi vô chổng thì Thảo cũng đưa con đi học lúc còn nhỏ đó. Sáng đưa học thì chưa đem đi rước về. Dạ. Yeah. Dạ. Có thiệt. Ở trong trà cú á, chợ trà cú luôn. Nói thiệt á, ai cũng biết hết trơn á. Hồi đó tên Tửng. Dạ. Giờ là tên Thảo rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà tính ra là chắc anh Thảo... giận bà già vợ nhiều hơn anh Thảo hả? Cái đó mình không biết bà nghĩ sao. Sau này bà có chồng nữa. Ừ. Bà lấy chồng nữa. Ai? Bà già vợ đó. Bà 60 mấy tuổi rồi, 67 tuổi rồi đó. À. Rồi lúc mà điện về chỉ có hỏi thăm vụ mà làm giấy tờ thôi, không có hỏi thăm anh Thảo hả? Đâu có gọi hỏi đâu.
bà đuổi tôi rồi đó, lên vô hỏi vú trong đây có việc làm không. Bà nói ở đây không có giờ, không có đâu, máy móc không à, về ngoài làm đi. Bà đi. Dạ. Lúc mà gọi lại có hỏi thăm về anh Thảo không hay là chỉ gọi lại muốn vụ mà chuyển nhượng nhà cửa thôi? Nói mai tính về thăm Thảo. Tôi nói ở con tôi mà nó về vậy? Đâu đó đàng hoàng. Đâu có. Có thì trả lời đàng hoàng. Chứ tôi đâu có ép buộc con tôi, không cho con tôi về. Ừ. Họ Tết thì nó cũng về thăm Thảo đó nè. Ừ. Sao bà nói chuyện cái đó không có đúng. Ừ. Không thiệt. Vợ là quan gia, con là nợ. Vợ là quan gia, bà già vợ là con khỉ già. Nói thẳng vậy đó. Thôi đừng. Mệt lắm mày. Anh Thảo có giận không khi bà nói với câu mà đúng, Thảo giận liền. Dạ. Tới nữa rồi đó. À. Quả tới nữa rồi đó. Là trong lương tâm Thảo nó nói quả tới nữa rồi. Thiệt. Thảo nói thiệt luôn á. Ừ. Chuyện tự nhiên điện nói chuyện bậy bạ vậy mà Thảo không vui vẻ. Nhưng mà hồi đó giờ mấy chục năm qua có gọi thăm anh Thảo không? Không. Không bao giờ gọi luôn. Không gọi. Từ lúc mà đuổi anh Thảo đi về đây là không bao giờ gọi luôn. Không có gọi tiếng nào. Không gọi tiếng nào hết trơn. Gọi đó mà gọi. Sao lại biết số bây giờ gọi? Cái số là của ông anh ghệ đó. Anh ghệ cục trò đó. Là có đứa con có. Đó mấy đứa con mới anh ghệ lên đây nè. Nó điện cho ông Mai. Đó rồi mới điện. Thảo có điện. Rồi con khỏe không con? Anh vậy vậy. Nói chuyện con mình. Rồi bà mới lấy cái số đó đó. Bà điện mình. Không có mình nói. Còn không có mình, Thảo không có biết cái điện gì đâu. Kêu Hùng điện không à. Hùng cao á. Em muốn hỏi anh Thảo là nếu như anh xử lý cái cách là anh nhường cái nhà, chuyển nhượng nhà cửa cho hai người con sao á, thì liệu có công bằng, liệu có công bằng với những người con trước của anh Thảo không? Thảo cho quá rồi. Mấy đứa con trước thì cho Thảo cho hết. Chừng nào thương Thảo thì về thăm, còn không thương thôi. Coi Thảo làm này kia đó là Thành với Bé Linh là hai anh em đó. Căn nhà này là của đó. Thảo có chết đi làm gì đó. Rồi ok. Thảo giao cho Thành và Linh hai anh em đó. Nhưng mà nếu như anh Thảo làm như vậy thì những người con của vợ trước có thể nào? Không có biết gì đâu. Không, ý là không có giờ lại đây là dính líu gì chứ. Dạ hả? Dạ. Rồi từ lúc mà nhỏ tới lớn rồi anh Thảo có bao giờ lo lắng được gì cho người con vợ trước của anh không? Sao không lo? Có chia được tài một sản tay tôi lo chứ. Dạ hả? Dạ. Có được chia tài sản gì cho những người con của mình vợ trước mình không? Không. Không có hả? Nó đi bỏ mà. Bắt con tôi đi mà. Dạ. Nếu như mà anh Thảo còn nuôi nắng thì chắc chắn là đúng rồi, còn lo còn lắm lo, đúng hả? Dạ. Anh Thảo giận là giận vì lý do là khi mà lúc trước là bà và vợ đuổi anh đi, không cho anh chăm sóc và nuôi nấng con của anh. Đúng rồi. Chính vì thế là anh giận, đúng không? Dạ. Chứ thực tế ra nếu như mà bà vợ không có đuổi anh hay là kia mà tác hợp cũng như là hỗ trợ anh á, dạ, để mà chăm sóc các bé là chắc có lẽ là anh đâu có gặp chị Huy hả? Đúng rồi. Nếu mà ở chồng thì đâu có gặp Huy đâu. Dạ. Rồi mới Thảo về đây mới gặp Huy nè. Lúc đó anh buồn quá thì sao anh mới tìm gặp chị Huy vậy anh Thảo? Không phải buồn mà về đây ở nhà ông anh nè. Nhà bà già còn nè. Nặng về để làm thôi. Ở đâu Huy kế bên nè. Rồi vậy nó cho xin Thảo tiền cho con ăn cơm. Thảo mới cho. Mà Thảo cái xe đẩy đó. Cho chằn độ luôn á. Thiệt. Rồi mới gặp vợ sau này nè. Dạ. Dạ. Nhưng mà thời gian từ lúc gặp chị Huy tới giờ là anh Thảo cũng không bao giờ dám đi gặp người vợ cũ luôn. Không có đi.
đi ra cha chửi người ta đuổi rồi mà đi làm gì nữa. Tính ra là anh Thảo cũng như là tự ái cũng cao lắm á, chỉ một lời xua đuổi là bắt đầu anh Thảo là để trong lòng từ đó tới giờ luôn ha. Đúng rồi, rồi con là Quỳnh Mai Lý đó cưới có mời Thảo mà Thảo không đi luôn. Con anh sao tên là Quỳnh Mai Lý họ gì? Không, họ Quỳnh Mai Lý là ba người đó, ba người đó. Ba đứa con gái không đó. Hỏi gì anh Thảo? Họ cao. Cao luôn, lấy họ của anh luôn. Lấy họ cao của Thảo luôn. Cao Thị Thảo đó ha. Dạ. Anh là Cao Thị Thảo phải không? Cao Thảo chứ Cao Thị gì nữa, đâu phải con bà đâu, Cao Thị. Vậy là tính ra là nghe được cái tin đó là anh Thảo bực tức liền ha anh Thảo ha. Đúng rồi, ai không tức. Trời ơi. Nếu mà anh Thảo chịu nhường nhà cửa chắc anh chị em của anh Thảo cũng không đồng ý đâu hả anh Thảo? Không đồng ý đâu, nói thiệt luôn á. Rồi nói thẳng vậy bà già vợ giận hay sao? Cho bà giận luôn. Bà làm gì giận? Thảo không giận rồi bà giận hả? Không thiệt, nói cho bà nghe luôn đó. Chứ người con của anh không có nói gì, không có lỗi. Không, chưa có nói, đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nhưng mà bà già vợ nói. Nhưng mà ở đây thì những người con của anh là vẫn về thăm anh mỗi năm, vẫn thương anh, vẫn xem. Đúng, đúng rồi, có. Điều đó rất là đáng trân trọng chứ. Đúng. Ha. Thảo tôn trọng nhiều lắm. Chứ đừng có vì một chút giận hờn này nọ mình làm cho những người con của mình buồn. Đúng rồi. Những người con của mình là không có tội, không có liên quan gì. Đúng, 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 đúng. Thảo nói thiệt luôn à. Dạ. Nói là đến những người lớn. Đúng, những người lớn mình thôi. Thiệt. Còn mấy đứa con mình nghe lời bà thì cho nghe lời luôn đó. Thảo nó nói thiệt luôn ạ. Tại vì nhỏ mà. Thảo nói thẳng luôn đó. Dạ. Chứ con mình nay không thương. Ừ. Tại mình khổ mà. Dạ. Nghèo hồi nhỏ lớn. Rồi hôm nay mấy ngày nay là anh Hải không cho anh Thảo làm hả? Dạ. Sao vậy? Nói Thảo bệnh. Dạ. Nói la thả Hải quá. Chú Thảo mà làm mấy cái này kia nọ la thả anh Hải. Dạ. Thảo đâu không làm. Dạ. Dạ. Anh Hải ơi bớt bệnh đi. Ngừng đi, không có làm nghe. Rồi giờ thấy nhà đẹp chưa? Đẹp hả? Lên chiều nay tô hết trơn rồi anh đó. Thợ tô này kia đi. Ngày mai là cũng như là coi vô trong nhà coi coi làm sao Thảo. Dạ. Rồi nghe nói có Mạnh Thường Vân chuẩn bị tài trợ cho anh Thảo thêm tivi đó. Dạ. Rồi xem coi để chỗ nào tốt nhất đây. Dạ anh Hải anh để đây là anh cho quê. Để đó cầu thang làm sao đi vô được? Tại mình ngồi đây. Không có đâu. Cầu thang đây. Cầu thang bên đó đó. Dạ. Để là để sau lưng anh á. Để bên đây hả? Đúng rồi. Còn mình ở dưới cầu thang. Không có, ngồi ở đây nè. Vậy nè. Cũng được đi. Ăn thua anh Hải à. Dạ. Với lại đó anh Hải anh chị đó. Vậy đó. Để đó là ngay cầu thang sao để được? Ai biết ảnh đâu. Ảnh nói vậy em chỉ cho anh Trung nghe. Giờ để bên đây cũng được. Đúng rồi. Dạ. Người coi để có cần ngủ giường không? Thôi khỏi giường đâu. Sao vậy? Lên trên đó là cái nệm được rồi. Để nệm thôi ha. Dạ. Vậy là mua cái nệm cho anh Thảo để nệm thôi. Dạ. Người cần mua thêm cái gì nữa không? Em mà cái đó em không biết. Em cái đó em không biết gì đó. Lắp thêm cái máy lạnh ha. Thôi. Đừng máy lạnh. Sao lạnh vậy? Đi luôn à. Sao vậy? Nó chơi với cái quạt gió rồi. Quạt gió thôi á. Dạ. Rồi tưởng lắp thêm cái máy lạnh đi cho nó mát mẻ. Rồi. Hả? Rồi. Máy rồi, lạnh. Anh Thảo biết xài bếp ga không? Dạ biết. Bếp ga bự nha. Dạ. Ừ. Biết. Biết xài á. Thảo xài đó. Thiệt. Ừ. Dạ. Rồi cưới vợ luôn nha. Không. Dạ nè. Ok đó. Với dẫn mấy đứa con về cho biết. Dạ. Nói chung dạ. Sẽ hỗ trợ anh thêm cái bếp ga. Ha. Dạ. Đó rồi coi tình hình là tivi là có bên bản có Mạnh Thường Quân tài trợ anh rồi đó. Dạ.
Cảm ơn nhiều. Dạ. Có cần máy giặt luôn không? Thôi khỏi đâu. Hả? Thôi được rồi. Sao vậy? Thôi khỏi mua máy giặt đâu nghe. Dạ. Dạ. Tủ lạnh không? Thôi khỏi tủ lạnh đó anh. Sao vậy? Để mình mua bình nước đá, có bình ơ nè. Có ai đâu hao điện không? Mình nói gì nha, anh cho quê thiệt. Dạ. Để mua cái bình ấy đó. Mình mua 2000 nước đá để uống tới ngày mai luôn á, thiệt. Rồi Thảo cố nhiêu? Đúng rồi. Dạ. Ngàn thôi. Nhưng chứ đừng có 2000. Không cần tủ lạnh luôn hả? Dạ. À, không cần cái gì. Đúng rồi, tủ lạnh chứ. Sợ hao điện này kia rồi dạ. Để nước đá, để trái cây, đồ ăn này kia. Cái đó chuyện đó không biết. Nhưng mà thích dạ. Không? Thích tủ lạnh không? Tìm anh em, bà con, cô bác ở trong mua thì Thảo cũng nhận như thế đâu, không dám nhận. Vậy hả? Dạ. Mua nhận chứ bản dạ. Thân thì không thích hả? Dạ. Anh phải thích thì mới tặng anh được. Thì mua thì Thảo phải nhận rồi. Nhưng mà thích không? Thích. Phải nói là thích thì không thôi chứ. Đừng... Dạ, chứ sợ hao điện này kia không? Dạ, mua thôi, Thảo cũng không dám nói đâu. Dạ. Rồi coi còn thiếu gì nữa không? Dạ biết, Thảo đâu có biết cái gì đâu. Hả? Dạ có máy ấm và quả, Thảo mừng nhiều lắm rồi. Ừ. Dạ, cảm ơn nhiều dữ lắm. Nữa dạ. Thảo thiệt. Vậy là đâu cần gì nữa hả Thảo? Dạ, không cần gì nữa. Vậy là đủ rồi hả? Dạ. Tủ quần áo không? Dạ. Mua tủ quần áo không? Thôi được rồi. Ừ? Mình nên rồi mua tủ quần áo vậy. Mua tủ để mình... Thôi à, Thảo qua làm ấy cái Thảo mang, mua móc mà máng được rồi. Mua tủ đi cho nó gọn gàng. Ừ. Cho nó đẹp ha. Ừ. Đó. Hỏi đó anh Trung ơi. Sao? Chặt chỗ ở trong nhà, nhà nó nhỏ chứ mình không phải ra mình nói nha. Nhà nhỏ. Dạ. Mua tủ nữa để lu bu. Dạ. Dạ. Mua tủ để trên gác. Ui. Được rồi. Sao vậy? Mua thêm cái tủ đi. Cái chuyện đó anh Trung mua. Không biết à. nói ngồi cũng không chịu hết trơn à. Đi chứ mua rồi, Thảo đâu có ấy đâu. À. Dạ. Vô trong coi chỗ toilet này kia coi làm sao. Dạ ok. Vô trong cái à. Rồi, anh Hải à. Thấy em... toilet được không? Dạ ok. Okay. Nữa làm cái bực nữa. Anh Hải làm cái bực nữa. Dạ. Rồi. Đâu đó đàng hoàng. Rồi ghe cửa luôn. Dạ, tính ra cái góc này để tủ lạnh được á Thảo à. Dạ. Nè góc này nè. Nếu để thì cũng được. Để đây ha. Dạ. Ở đây bếp ga. Đó là rửa chén. Ra chỗ bếp coi thử đi. Sao bây giờ bếp này đúng vừa đúng luôn. Vừa đúng à. Dạ. Để cái bếp ga ha. Dạ. Với lại bình ga, bếp ga là anh biết xài rồi đúng không? Dạ. Đó, dưới này là anh Hải anh làm để chén nồi niêu. Đúng rồi đó, là bên dưới. Ok luôn à. Chén nồi. Rồi có cửa này kia đó. Ừ. Rồi bên kia có cửa sổ, mai mốt nấu rồi mở cửa sổ cho nó. Nó không, không. Lúc nấu là không mở đâu à. Ừ. Dạ. Rồi. Ê, nói chung là trong đây là không gian gì cũng thấy ok rồi ha. Đây là đồ rửa chén, rửa nồi này kia nọ của Thảo. Nó dạ. Anh Hải làm. Còn ở dưới thì ảnh để chén nè, nồi điêu. Với lại để cái bên đó đó. Dạ. Và cái chỗ kệ chén nữa. Thì nữa anh làm. Anh làm gọn lắm. Ừ. Anh kê này kia nọ. Ừ. Và anh gì gạch đâu đó. Ừ. Ok lắm ạ. À. Nó đẹp lắm. Đẹp không? Dạ. Gạch lót đó. Ừ. Dạ. Đâu đó đàng hoàng à. Lót gạch trong luôn á nha. Rồi vui dữ không? Được vậy? Vui xong vui. Mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm không? Dạ. Ở đâu? Ở đâu mà có? Mừng dữ lắm rồi. Có chịu đồng ý em cái Nghệ An không? Không. Sao vậy? Vui vẻ mà. Tại chị thương, chị nói chuyện vui vẻ. Thì dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ mà an ủi anh cho anh quay dạ. Đi cái nỗi buồn. Đúng rồi. Chị cũng có nói. Chị thương á. Ừ. Dạ. Vui vẻ mà.
gặp Thảo chơi vậy á. Thì Thảo qua cũng có rượu. Rồi nói chuyện với gia chị. Mình kêu chị, nó kêu em đi. Dạ. Không, cái đó là vui vẻ. Dạ chơi vậy. Rồi cảm ơn anh Thảo nhiều vậy vậy đó. Nhưng mà căn nhà mà chưa có hoàn thành mà thấy cũng khá là kiểu như là rất là thiết kế, cũng rất là đẹp ha. Dạ. Rồi thêm nữa là cái có cái sàn ở trên á, có để mình ngủ nghỉ cho nó rộng căn nhà ra. Nữa là anh Hải anh đóng lại luôn. Đúng rồi, đóng lò phong này nọ hết trơn á. Bích hết trơn luôn á. Dán gạch lên hết trơn, đẹp lắm. Đẹp lắm. Chưa đâu. Rồi bắt đầu quay ra rồi, ok. Ừ. Dạ. Rồi, giờ ra ngoài đi anh Thảo. Dạ. Ô, Hà ơi. Vô anh coi nó anh chụp anh. Thôi em... Đặng gom luôn thiệt. Năm nay nói nhiều kìa. Giờ anh em nghỉ trưa đi ha. Dạ. Rồi. Ở cả nhà hôm nay chung cũng xuống đây để chung thăm chỗ nhà chị Quy. Thì sớm cũng có nghe tin mới bị mất đồ ở cả nhà. Rồi đi đâu mới về đây chị Quy? Dạ, dạ, tiếc rồi. Dạ. Đất á, để rồi. Đất cái gạch đó trước á. Ngồi trước giữ đất hả? À? Đất của ai? Xi măng á. Giữ xi măng hả? À? À, ai kêu giữ xi măng vậy? Giữ, để cho mình giữ. Tại chị giữ đi giữ ơn. Tại chị giữ ơn hả? Dạ, có ai kêu giữ ơn nó, có ai kêu giữ không? Tại sợ mất đồ rồi giữ xi măng. Dạ, sợ mất đồ giữ xi măng. Trong khi đó cái gì cần thiết giữ thì không giữ, còn cái gì không cần thiết lại đi giữ. Không, để đồ đó người ta đem vô nhà nè, rồi mất cỡ 5 giờ tối phía vậy đó. Mấy cái đồ xi măng này nếu mà người ta trộm, người ta chắc cũng trộm, ít trộm lắm, tại vì đó nặng. Rồi thêm phần nữa là xi măng bán cũng ít tiền. Nếu người ta trộm lấy cái gì nó giá trị một chút. Rồi hôm qua nghe nói mất đồ hả chị Quy hả? À, hôm qua mất cái đồ cái đó. Cái gì đó, máy sắt á. Rồi sao để mất vậy? Con để trong nhà nè. Trách để trong nhà. Để trong nhà sao để mất? Để trong nhà đó đó, chợ tao đó đó mất. Tại sao mất? Không biết ai lấy nữa. Chị có nhà không? Rồi chị mua đồ ăn mua gì đó, không có nhà. Không có ai ở nhà luôn. Thằng Khôi ngủ ở đây nè, chị mới đi mua đồ ăn, rồi khi chị mua nước đá, không biết ai lấy đâu. Chắc tại vì hôm qua đi với anh Phi đi hóng gió bờ kè. Không, nhất chiều, mắc nhất chiều. Mắc nhất chiều hả? À? Thì đó hóng gió bờ kè dắt chiều mà. Lúc đó ở nhà. Lúc đó còn ở bờ kè chưa về đâu. Không, nhất chiều là con ở nhà mà. Dạ. Còn ở nhà ăn cơm, ăn nước gì đó, con còn. Rồi giờ sao, giờ bắt đầu rồi phải làm sao? Giờ mua đèn cho anh Hải đi. Chị mua đèn cho anh Hải đi, chứ để chị cho chị ở nhà giữ đồ mà chị làm mất đồ là chị phải mua đèn đấy. Không, cái đó ai đó chị không biết để trong nhà mà khói còn trách giữ mà. Nhưng mà chị... Rồi có ông Cang giữ chị đó lại thăm nhà thăm gì đó. Nó ổng đi qua ông lại đây nè. Rồi giờ là không cần biết ai hết trơn, nhưng mà mình không giữ đồ, mình bị mất đồ, mình phải đền cho anh ta. Tại vì đồ để nhà chị mà chị làm mất thì... Đó, cái đó không phải là ai vô lấy thì chị có biết đâu. Nhưng mà đồ làm nhà cho chị, để trong chị nhà chị. Chị cũng kêu ông Khôi giữ, thằng Cách giữ vậy. Nhưng mà chị không có giữ, trách nhiệm là ở chị mất đồ chị phải đền. Giờ anh Phi kêu đi mua này nọ, mình đi chợ mua này nọ rồi đi. Nhưng mà lúc đầu em có nói với chị không? Em nói là ở nhà giữ đồ, giữ đạt ngang. Có nói không? Hả? Không, dạ, lúc đó chị đi xin rồi phải, cái mình kêu anh Khôi giữ nhà, giữ gì có xin. Nhưng mà ý là em có kêu chị ở nhà coi đồ, coi đạt không? Có. Tại người ta lấy ai, chị không biết ai lấy đâu. Nhưng mà em có nói chị trước rồi là chị giữ đồ đạc cho anh em thợ để người ta làm nhà cho mình.
với vợ chị làm mất rồi, giờ chị phải đền cho anh ta đi. Anh nè, mấy chủ kia nói mắc bỏ đi chứ đấy. Chị có biết mấy này nè, mấy này nói mắc bỏ hả? Nhưng mà anh Hải không có bỏ đâu, anh Hải nói xíu nữa lại đòi chị đó. Em kêu anh Hải xuống rồi đó, chút nữa lại tới đó. Thế phải chị giữ ơn đâu, có thằng Khôi thằng trách. Rồi giờ là trách nhiệm này là thuộc về ai? Ai là người... Thằng Khôi với thằng trách giữ. Nhưng mà giờ là cho thằng Khôi với lại trách trả tiền hay sao? Hả? Hay là cho chị? Thế chị cũng mua rồi, đi chợ mua rồi ăn, mua này nọ. Chị không có nhà đâu, khi chị mua nước đá về cho anh ta uống. Chứ không có nhà đâu, cho chị biết. Nhưng mà giờ chị nói đi, bây giờ là chị nói tại anh Khôi với lại anh Trách. Bây giờ là Khôi với lại anh Trách phải đền tiền đúng không? Thế anh Trách nó giữ, kêu anh Trách nó giữ tiếp chị thôi. Anh Trách đền tiền đúng không? Chị cho nó 20.000, ngày 20.000. Cho anh Trách 20.000 giữ nhà hả? Cho nó giữ nhà giùm. Trời ơi, ở đầu Khôi đi kêu cho bả lại đó. Ý thế là cái đó, khi chị mua nước cho anh Trách uống nữa, chị nó đi cách mới giữ nhà chị nó cho nó hà. Khi chị mua nước cho nó uống nữa, khi mình đi mua này nọ sợ mắc đồ của người ta, mua đi mua nước đá cho người ta uống, khi chị đi chợ đi mua đồ ăn cho thằng Khôi nó ăn, chứ chị không có ở nhà nó sao chị biết ai lấy. Rồi giờ là mắc ở trong đây là trách nhiệm là ở chị phải đền cho người ta. Rồi giờ Khôi làm mất, bắt Khôi không phải Khôi làm mất, người ta lấy. Thì người ta lấy thì đúng rồi, người ta mà lấy chị rồi không đó. Biết ai. Thì đúng rồi, mình biết mất đồ đâu biết ai lấy đâu. Bây giờ là mình người ở trong nhà này mình phải chịu trách nhiệm, mình phải đền. Vậy thôi. Rồi lát nữa anh Hải qua. Anh Hải qua lấy tiền trả anh Hải đi nghe. Rồi, chuẩn bị tiền cho rồi đi nha. Nè, em cũng không biết đâu. Đó là tại chị. Lỗi tại chị mà. Rồi đó. Đâu phải tại ai đâu, tại chị ham đi chơi. Hay là tại anh Phi? Tại anh Phi rủ chị đi chơi hay là sao? Anh Phi rủ chị đi. Vậy là tại anh Phi hả? Anh Phi rủ chị mới chị đi đó. Vậy là kêu anh Phi lên coi, tại anh Phi hay vậy? Anh Phi kêu chị đi mua ăn cháo này nọ mới chị đi. Ý là giờ là tại anh Phi hay vậy? Anh Phi rủ chị mới chị đi chứ chị không giờ đi. Là tại anh Phi hay là tại ai? Giờ nói lại đó đi. Anh Phi chị rủ chị đi. Tại anh Phi hả? À? Vậy kêu anh Phi dậy đi, kêu anh Phi bắt đền. Giờ đây tại ai? Tại Khôi. Tại không chị. Phải anh Khôi nó giữ nhà mà anh Phi rủ chị đi đó. Nhưng mà giờ này á, anh em thợ người ta làm mệt. Anh Phi thì lại ngủ đi, lại đi, lại ngủ. Khôi kêu cha thức coi. Chứ giờ chị Huy thấy không? Ở lại đây lại ngủ vậy, bởi vậy đồ người ta lấy ai biết đâu, ngủ người ta lại quay anh phim. Anh Trung lại kìa. Dậy kìa. Kêu thức trời. Rồi luôn rồi. Xỉn cái gì vậy? Hồi qua đi đêm á. Đi đêm quá Khôi hả? À, đi nguyên đêm luôn. Rồi chị Huy đi nguyên đêm luôn. Có đi 9 giờ 10 giờ à. Bởi vậy đi nguyên đêm vậy không mất đồ cũng 9 giờ 10 giờ chị về rồi có đi nguyên đêm đâu. Chị phải Khôi giữ nhà kia. Khôi nói vậy Khôi đi nguyên đêm không? Thằng Trách nè, vẫn có thằng Trách nè. Thằng Trách kêu Trách hỏi Trách cho chị có đây về sớm Trách. Kìa kìa kìa, Khôi hỏi Khôi kìa. Hỏi mẹ Khôi có đi chị kìa. Nói mẹ có đi nguyên đêm không? Không, có. Chị không có nguyên đêm. Đó thằng Khôi nói kìa. Không có đâu. Không có sao mà Khôi nói. Không đó. Có. Bây giờ Khôi qua đứng sát đi nè con. Có thằng Trách ngủ ở đây nữa nè. Rồi Trách... Khôi, rồi im, rồi Khôi nói với mẹ. Nó sao trời? Nói là hồi tối mẹ có đi nguyên đêm không? Có đi đêm không? Có mà đi dạ 10 giờ, 11 giờ về à. Không có mang đêm. Đó, đi đêm. Ngủ ở nhà. Chứ mẹ ngủ ở nhà, không phải thức sáng đâu. Ngủ ở nhà sao mất độ? Chị ngủ ở nhà nè. Hỏi anh Trách đi, chị ngủ ở nhà với ông Phi trở về nè. Thế ban đêm đâu mà ban đêm. Rồi giờ này ông Phi này chuyện xử lý đây. Kìa. Không lẽ cứ nằm vậy vậy. Xử lý kìa sao. Hả? Kêu anh Phi coi nói chuyện coi. Lỗi tại ai? Ông Phi rủ ghen mới đi chứ ai mà đi. Vậy là tại anh Phi hay là tại ai? Anh Phi rủ chị đi mới chị đi. Vậy là tại anh Phi đúng không? Hả? Tại anh Phi, kêu anh Phi lên nói chuyện đi. Kìa. À. Thức kìa. Đã đuổi anh về kìa. Dạ. Chú Trung lại quậy kìa. Bảo tới anh Phi ơi. Rồi quay nằm hoài vậy trời. Đây coi ngoài đây đứng này cho nó sáng nè.
mắc đồ cũng ngủ ở nhà cũng coi cũng như không à trời. Ai lấy cũng không biết, ai lấy gì múc, ai kho đi múc đá ra đây vậy, nhà mày giữ nhà cho, ai lấy cũng không biết, ai lấy cũng không biết. Mình phải đi, phải đi mua nước đá tốt rồi đẳng, không phải mua ở đây đâu. Rồi đứng kế anh chị Vy đi, rồi sao à, bữa nay quẹ quải ngủ dữ à, anh Phi hả? Ê, đứng đừng giữa, hồi gác cửa. Sao vậy? Ê, gì vậy? Đứng hết nổi hả? Bà xì rồi. Hả? Sao vậy Phi? Mệt người. Ồ, tình hình này bất ổn quá, thôi vô nằm đi. Rồi vô nằm đi, vô nằm đi. Đứng hết vững rồi. Trời ơi. Thức khuya quá đó. Rồi chị biết thức khuya mệt vậy, chị còn đi với ảnh đi khuya chị. Để ở nhà. Nay thấy anh Phi ảnh yếu dữ lắm luôn rồi đó. Rồi chờ là để chị lấy tay ra đây. Rồi giờ nè, tập trung nè. Rồi giờ nói cuối cùng nè. Chuẩn bị tiền, xíu nữa anh Hải qua lấy. Ok. Ngắn gọn, không có tại ai hết. Bây giờ là đúng rồi, bây giờ chị nói cho mình chị còn có 2 triệu à chị. Đó, bao nhiêu là cho trả người ta hết. Rồi, có 2. Đó, để rồi, cho mốt ba chị không mua nước đá nữa. Rồi, bây giờ để cho thợ tự mua nước đá luôn. Được không? Chị không biết. Rồi giờ nè, làm bắt đầu phải đẹp cho người ta đi. Đó. Chứ ai biết ai lấy, chị nói chị lấy à. Đâu có ai nói là chị lấy đâu. Không, mày chị giữ đồ. Người ta không có nói chị lấy, người ta chỉ kêu chị đền thôi, tại chị không giữ đồ. Rồi đời nay mốt phải nước đá chị không mua nữa rồi, xong. Rồi, giờ mai mốt không mua nước đá nữa để cho thằng Khôi đi mua. Ừ, Khôi mua kho pha trà luôn đi. Rồi, chị để không pha ra, pha trà nữa. Rồi, để Khôi pha trà luôn. Ừ. Khôi làm mình làm đi. Rồi tiền cà phê đó thì Khôi trả luôn. Rồi, để Khôi trả luôn. Đó. Chị hết tiền rồi. Là nhường cho Khôi hết luôn. Chị hết tiền rồi nên thì thôi, chị không có tiền mua phê nữa đâu. Rồi, đó, làm thì làm đi. Đây là nhà của Khôi luôn. Mày mốt nhà cho Khôi luôn, xây nhà cho Khôi luôn. Rồi. Cho chị với anh Phi đi ra ngoài ở luôn. Chị hết tiền rồi, chị muốn hết phê, mua phê hết rồi. Đi uống cà phê hết tiền hả? Mua cà phê cho mấy thú cái thỏi uống hết rồi. Rồi ban đêm đi với anh Phi ai trả tiền? Thì tiền anh Phi trả thì chị trả mớt, Phi trả mớt. Anh Phi có tiền đâu trả. Tiền Phi sẽ không 500 ngàn sao mà làm không có. Hả? Tiền anh Phi 500 ngàn hồi nào? Tiền người ta cho anh Phi. À, người ta cho anh Phi 500 ngàn á hả? 21, chị nói là tè cà phê gì á thì kêu ai anh Phi ăn gì uống thì anh Phi trả đi, chị không có trả đâu. Dạ. Yeah. Rồi xong. Rồi, bây giờ là cho anh Phi lo hết ha. Cho anh Phi trả nha. Chị nghĩ lo rồi. Rồi giờ xíu nữa anh Hải qua là thanh toán đi nha. Nói anh Hải chị nghĩ lo thì nước từ cà phê chị nghĩ lo rồi. Rồi giờ khỏi rồi, để anh em thợ tự lo luôn, khỏi cần lo nữa. Được chưa? Rồi nhà là vậy chỉ coi đồ lo thôi. Lo nhiều quá anh mắc đồ mắc nợt nọ. Hả? Lo đi mua này nọ mắc công mắc đồ nữa. Trời ơi, đâu phải chị đi mua đồ về mắc đâu, chị đi chơi về mắc chứ. Đúng không? Có thằng Khôi giữ nhà, thằng Trách giữ nhà. Không phải chị giữ ơn đâu. Chị cho đi phải Trách giữ giùm cho Trách 20 ngàn. Tiền chị trả không ai trả. Nhưng mà bây giờ là chị chối bỏ Trách 5 ngày đó, tiền chị trả không á. Đâu bây giờ qua đây nè, Trách chắc. Tiền một ngày 50 ngàn, 20 ngàn chị trả không á, có ai trả không. Nè nè, đứng sát chị Vy nè, khỏi ngồi đâu, đứng ngồi. Không có ai trả hết á. Đứng kế chị Vy á, đứng sát để cho cái mic nó thu vô. Rồi, bây giờ kêu giữ tiếp sát làm mắt này nọ. Mốt chị nghĩ lo tới rồi. Rồi, bây giờ chị Vy em lại, để cho em chết anh nói chuyện. Đứng sát vô chị Vy rồi nói đi em. Rồi, bữa đó làm sao? Bữa đó, hai bên mắt sớm quá, tôi không có đây đâu, mắt sớm. Là mắt sớm hả? Là em không có đây. Không có đây, tôi giữ là 10 giờ không à, 9 giờ gì không à. À, từ 10 giờ trở đi thì em mới qua đây giữ. Dạ. Dạ. Là mắt sớm, tôi không biết. À, mắt sớm là em không biết. Dạ, đúng rồi. Ừ. Đây rồi ban ngày là em đâu có giữ đâu đúng không? Em chỉ là từ 10 giờ đêm giữ dạ. Tới sáng ha. Dạ, dạ. Rồi đồ là mất ban ngày hay bắt ban đêm? Ban ngày á. Bắt ban ngày. 5 giờ mấy à? Sao biết mất? Sao biết mất giờ đó? Ông Hưng nói, ông Hưng à. Rồi sao ông Hưng biết? Ông
ông bỏ ở đây nè, ông bỏ ở đây nè, 20 tiếng đem vô, bỏ ở đây mắc nữa. Dạ, yeah, vậy là ông Hên lúc mà làm xong ông Hên bỏ ngoài, xong rồi bắt đầu em mới bỏ đem vô trong. Dạ. Đem vô trong nhưng mà nói chung là ban ngày thì chị Vy không ở nhà, đi chơi suốt, cho nên là đồ lại ai lấy cũng không biết luôn. Không, ban đêm, giấc trưa chị đi chợ mua đồ ăn cho ông Khôi đó, rồi mua đất đá đó là giấc trưa đó, giấc đêm là chị ở nhà. Đó, rồi, mới đêm rằng có con chách ở đây với con Khôi. Đó. Ban ngày đó, bây giờ ban ngày là lý do tại chị Quy ở nhà đã nói dặn dò rồi, ở nhà đi không chịu đâu, cứ tối ngày đi suốt là vậy đó, thấy chưa? Rồi. Tụi em qua quay cũng dặn chị hết trơn, nhớ giữ đồ, nhớ giữ đồ. Đó, rồi, giờ em trai xong rồi đó, được rồi, đi đi. Rồi giờ là nói, giờ khỏi nói nhiều nữa, giờ chị Quy chuẩn bị tiền đi, xíu nữa anh Hải qua lấy. Rồi chốt chị đi. Chốt chị đi nghe. Chịu chưa? Chịu không? Nói coi. Chị trả chị nghỉ lo. Rồi trả đi, nghỉ lo đi. Để cho Khôi lo. Đúng rồi. Chịu không? Hả? Bây giờ chị hết tiền rồi. Giờ bây giờ nói đi, trả anh Hải hay không? Nói chị đi. Chị trả. Chị trả ha. Chị nghỉ lo rồi. Trả xong nghỉ lo nghe. Ừ. Giờ là quyết định vậy luôn phải không? Người không cho anh Phi chịu trách nhiệm mới đây chứ không lẽ chị lo vậy? Rồi mắc đồ mắc đạt á, chị không có lo tới. Rồi bây giờ là mắc đồ này, ngày mai mắc đồ khác nữa là chị đền nữa đó. Chị đó, chị không có lo tới. À, sao? Chị không dòm lo tới. Là không ngon dòm tới nữa hả? Rồi không lấy mắc nhà đâu hả? Mắc đồ mắc đạt thừa chị nữa, chị không dòm tới đâu. Không dòm tới gì? Đó, xong. Rồi vậy là không lấy nhà luôn hả? Không lấy nhà hả? Vậy xong thì thôi. Giờ xây nhà cho anh Khôi, không, chị không lấy hả? Không, chị ở nhà trọ. Hả? Đi nhà trọ ở. Trời ơi, ở nhà trọ luôn, nghỉ ở nhà này luôn. Nghỉ rồi. Trời ơi. Nghỉ lo rồi. Có chút xíu thôi mà giận là bỏ nhà luôn á, thấy chưa? Trời ơi, rồi sao mà muốn khóc cái gì vậy? Hả? Chị Quy. Muốn khóc rồi. Trời ơi, nước mắt luôn rồi kìa quý vị ơi. Sao vậy? Sao khóc vậy? Hả? Là nhà này là để cho bé Khôi luôn. Mày bốc để cho Khôi hả? À? Sao khóc vậy? Hả? Nói rồi, nói em nghe coi. Sao khóc vậy? Hả? Vì hết tiền lo, nghĩ lo. Thì hết tiền thì mình nghĩ lo, đâu có ai kêu lo hoài đâu. Hả? Nhưng mà sao khóc vậy? Khóc nhớ anh Phi hả? À? Anh Phi ở đây mà còn nhớ gì nữa? Hả chị Vy? Hả chị Vy? Anh Phi ở đây mà khóc gì nữa? Đừng nói nhớ anh Thảo nghe. Hả? Nhớ anh Thảo hả? Phải. Vậy sao khóc vậy? Nói cho cô chú anh chị nghe coi. Tại vì không có tiền bạc nghĩ lo rồi. À, không có tiền bạc để lo. Mua cà phê cho chú, mấy chú nghĩ lo rồi. Dạ, thôi giờ nghỉ mua đi, nghe. Giờ nghỉ mua luôn, nghe. Để chị nói chị mua, chị hết tiền nữa. Rồi chị mua, chị nói chị không coi đồ nữa, mất công lắm. Để anh em thờ tự lo hết. Nè, chịu không? Mới tự mấy anh uống thì mới tự đi mua đi, đúng chỉ rồi. Lo rồi. Đúng rồi, mấy anh em thợ tự mua tự lo hết luôn. Hết tiền hết bạc rồi chỉ lo rồi. Ừ, nhưng mà bây giờ là có bây giờ nãy giờ là đang nói giỡn với chị thôi, bây giờ là cái này không có cho đền hay cái gì đâu. Mai mốt giữ đồ cẩn thận lại, nhớ chưa? Không có ai đòi tiền hết trơn á, nãy giờ giỡn với chị thôi. Biết chưa? Cho nên là mai mốt á, mình á, hạn chế đi chơi. Ở nhà, mình coi đồ, coi đạt của mình. Biết chưa? Hả? Cái này là một bài học cho chị đó. Rủi lỡ mai mốt này, chị có nhà mới nè. Ừ. Rồi người ta vô, người ta kinh cái tivi này của chị đi mất tiêu. Đúng rồi. Sao? Mai mốt có nhà đẹp, đồ đạt đầy nhà rồi bắt đầu người ta lại lấy đồ hết rồi sao? Hả? Thấy không? Bây giờ mất cái đồ mình còn khóc vậy nè, thấy chưa? À, chị nó không phải chị giữ anh đâu. Mà bốn người giữ, mất đồ thừa chị là gì?
tại vì chị là lớn nhất ở trong nhà. Chị hiểu không? Mình lớn nhất ở trong nhà mình phải chịu trách nhiệm. Chừng nào mà chị nhỏ nhất trong nhà thì người ta không đổ thừa chị rồi. Chị giống như Khôi là đâu ai nói tới chị đâu. Chị lớn á, chị với lại anh Phi là không có biết gì đâu. Nhưng mà ai là người rủ chị đi chơi? Anh Phi rủ. Rồi anh chị Phi có rủ biết gì đâu. Mai mốt chị phải nói với anh Phi đừng có rủ nữa. Rủ đi mất đồ. Đúng không? Thôi giờ nữa nói chuyện với anh Phi đi. Qua nói chuyện cái đi. Nói mai mốt đừng có rủ đi nữa. Để mất đồ á tại chị nữa. Đi hết tiền hết bạc rồi nghỉ lo tới à. Giờ là nghỉ lo thì biết rồi, không cần lo nữa. Mua thuê ở chỗ mua đi. Đúng rồi, để nữa thợ tự mua. Mai mốt mua anh Phi được rồi. Hả? Lo cho anh Phi được rồi, đúng không? Thì không lo cho ai hết á. Không lo cho ai luôn. Nghỉ lo cho anh Phi luôn hả? Hả? Vậy là hết thương anh Phi hả? Hả? Xong luôn. Hết thương lo luôn. Lo cho ai hết á. Rồi, tới công chị coi bạn. Qua coi anh Phi coi anh sao vậy? Coi coi. Anh Phi nằm chờ veo coi coi anh Phi sao vậy? Vậy? Anh Phi nằm... Hả? Anh Phi ngủ trưa đó. Giờ đây tới gần 4 giờ chiều rồi mới có ngủ trưa. Anh Phi ngủ gàng ngủ chị hết tiền hết bạc á. Ngày ngủ chị không là đi chơi mắc đồ mắc bạc thừa chị. Đúng rồi đó. Tại chị với anh Phi đi hoài mất đồ mất bạc là phải tại chị rồi. Nếu mà chị ở nhà mất đồ đâu ai nói người, chị đâu. 4 người giữ nhà mất đồ thừa chị không à. Đúng rồi bây giờ chị 4 người nhưng mà ở đây ngủ ban đêm thôi. Ban ngày chị cũng đi nữa đâu có được. Nghe không? Rồi giờ vui lại chưa? Nghe nói không có lấy tiền vui chưa? Hả? Hay là muốn lấy tiền? Muốn anh Hải lấy tiền? Hả? Lấy thì cũng nghĩ lo rồi. Lấy thì cũng hết tiền lo rồi. Mà không lấy cũng nghĩ lo luôn. Chị hết tiền, hết bạc rồi. Lấy là chị cũng muốn nghĩ lo hết tới. Tiền luôn. Hết tiền là buồn khóc luôn. Nói chung là bây giờ là em nói... Bây giờ trong mình chị còn 2 triệu mấy rồi hết tiền rồi đó. Còn 2 triệu rồi hết rồi đó nghĩ lo rồi. Tiền cà phê, tiền nước, tiền nợ nghĩ lo rồi. Thì là ăn Khôi chị cũng là nghĩ lo rồi. Giờ nghĩ lo Khôi, nghĩ lo ai hết trơn luôn. Người lo cho chị không? Nghĩ lo cho chị luôn hả? Bản thân mình lo, nghĩ lo. À bản thân mình lo. Mình lo thẳng mình lo, không lo cho ai hết á. Mình lo bản thân mình thôi, còn anh Phi với lại Khôi là nghĩ lo. Lớn hết rồi tự lo đi. Dạ, Khôi đâu rồi, sao rồi lần này, tiêu rồi, ở đây coi. Lớn hết rồi tự lo đi. Đứng cái mẹ coi kìa, sao mẹ khóc vậy hỏi coi. Anh trả lời. Hỏi coi. Hỏi coi, hỏi lớn lớn lên. Mẹ sẽ khóc mẹ. Thì mẹ không có tiền, mẹ khóc. Mẹ hết tiền, mẹ khóc. Mẹ hết tiền, tiền cà phê nước này nọ, không có ai cho mẹ đâu. Thôi nói đi con, mai mốt con đi làm con nuôi mẹ. Nói đi, mai mốt con đi làm lấy tiền cho mẹ chịu không? Mốt thì mẹ, mai mốt mẹ đi lụm nhà trai à, con tự lo đi. Dạ. Tự pha trà nước đá đi chị, mẹ nghĩ lo tới à. Dạ. Vì kiếm tiền rồi. Hết tiền cái mặt buồn khóc luôn ha. Đi lụm cái chai có tiền xài, không có tiền không có xài. Và 50% cũng đỡ. Dạ. Rồi mai mốt ở nhà nhớ giữ đồ ăn thôi, đừng có đi là này nọ nhiều quá. Mình khi mà không có thấy mẹ ở nhà mình ở nhà, còn mà mẹ có ở nhà đó mình hả đi. Chứ không có ai ở nhà hết trơn, mai mốt người ta lấy hết đồ của mình luôn á, thấy chưa? Đó. Rồi. Bây giờ là lại đây bây giờ là không có đòi tiền gì hết trơn á, giờ vui chưa? Hả? Vui chưa? Không có vui đâu. Sao vậy? Chưa vui. Này là người ta không bắt đền mà không vui gì nữa. Tại mắc đồ, một là không có tiền, là hai không có vui. Dạ, hết tiền hết là buồn quá đúng không? Trời ơi.
tại ăn xài quá mà mẹ mất đồ của người ta nữa là buồn, bởi vậy tại ăn xài nhiều quá mà bởi vậy hết tiền rồi, đúng rồi, không có tiền mua trả người ta. Rồi giờ là rút kinh nghiệm, lần sau phải giữ đồ nghe, thấy chưa? Mốt chị không ở nhà đó đâu, chị lụm rồi. Mày mốt đi lụm cho trai hả? Lụm cho trai rồi, không nhà nữa đâu. Tự lo đi. Rồi cái này cũng tiền chạy, em không có biết làm sao luôn. Chị đi lụm rồi. Giờ là nghỉ ở nhà luôn. Nghỉ rồi, sao thôi ăn Khuy giữ nhà đi. Đà. Đó, làm rồi mua trà đá gì á, thôi mua đi sáng gì thất sớm chị đi rồi. Đà. Rồi mai mốt Khuy làm trà đá được không? Được, nấu nước mua đá pha đi. Rồi Khuy làm được luôn. Mẹ đi lụm rồi. Rồi vậy thôi em nói vậy thôi, không có lúc đền tiền gì hết á, biết chưa? Đi lụm kiếm tiền kiếm bạc rồi. Đúng rồi, lụm đây kiếm tiền kiếm bạc đây để xài, chứ xài tiền đi chơi vài tiền đâu chịu nổi, thấy không? Ông Phi này ổng mà ngủ quá trời luôn rồi. Ban ngày cũng ngủ nguyên ngày luôn.